Vân Mai, chiếc chè bông. Xin chào quý cô chú anh chị đã quay trở lại với em. Cả nhà ơi, ngày hôm nay thì em lại tiếp tục đi quay một cái vườn mai của cô em. Nói chung là hàng này chúng ta còn thanh lý để giải phóng mặt bằng á cả nhà. Cho nên là cô em bán giá rất là hữu nghị cho chúng ta luôn. Mọi người tranh thủ nha. Và đặc biệt lô này là hàng quấn rễ hình trái bí không nha cả nhà. Trái bí 100% là trái bí. Mà cả nhà biết rồi, đầu năm là em bán trái bí giá là cũng rất là cao đúng không ạ? Tại vì thường là mai mới người ta bán rất là cao. Tuy nhiên là cái lô mai ngày hôm nay thì người ta do là người ta chuẩn bị cho cái mùa mới, người ta cần thanh lý giải phóng mặt bằng để người ta cấy những cây mới đó cả nhà. Đó, tuy nhiên là hàng cũng rất là đẹp nha, cây cũng rất là mập, và đặc biệt lô này làm cái hình trái bí không mà cả nhà biết không, cái bịch nó lớn á, bởi vì người ta quấn cái trái bí nó to nha, trái bí quấn nó to nha cả nhà. Đây nè, đó, quấn trái bí là có cái cục sơ dừa ở trong luôn, cho nên là trái bí nó rất là đẹp, trái bí rất là to nha. Thường thường rồi đó em bán bí 4 muối là cả nhà biết không, 10 can cây không à, mà năm nay trời ơi cô em kêu bán nè. Đó, thanh lý cũng rẻ lắm, cho nên là cả nhà nếu mà có cần nhu cầu về mà trồng mai thì nhanh tay chọn cho mình cái lô này nha cả nhà. Đó đây nè, trời ơi bí nè, ha, bí nè, thấy không? Đó, về chiều cao thì nói chung là em nhổ em sẽ lựa những cái cây mập như thế này em nhổ cho chúng ta. Đó, cây mập như thế này nhổ nha. Đây. Đó, mấy cây mập mập như thế này nha cả nhà. Rồi sức bình luôn rồi. Phá nữa rồi, đây là sẵn cho cả nhà mình coi luôn ha. Coi người ta quấn công phu như thế nào. Đây. Đó, cả nhà nhìn thấy không? Người ta sẽ có một cái cục sơ dừa rất là to, và cái rễ của nó cũng sẽ rất là dài, người ta mới quấn được như thế này cả nhà. Ở đây cái này lên nó bí sao này lớn á cả nhà, nó không có bị dính lại với nhau. Thường người ta quấn dính vậy á thì nó khỏe, với lại cái bịch nó nhỏ ha. Nó chứ loại này về bao ship thôi cũng nặng nữa cả nhà, tại cái bịch nó bự á, to hơn mấy cái bịch loại kia á cả nhà. Đó rồi. Lô này giờ xả nhiêu vậy ta? 5k luôn, 5k luôn, chơi với mấy anh chị luôn. Đó, 5k luôn mà còn bao ship luôn nha. Nó thiệt tiền ship mất hết ngàn mấy cây rồi đó cả nhà. Ở đây nè, em sẽ nhổ những cái loại này về cho chúng ta. Trời ơi nè, trời ơi lô này dễ đẹp lắm nghe mọi người. Lá nó hơi xấu rồi chứ cây nó rất là mập luôn á cả nhà. Đó, rồi ai thích cái loại này alo cho chiếc chè nha.